Chào các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Cán bộ của công ty phân Silic đến khảo nghiệm, thử nghiệm phân ở vườn nhà mình. Nghe anh em giới thiệu là phân có tác dụng là chống tràm, hạn chế tràm, không chống nhá hạn chế và hạn chế nấc. Bây giờ anh em đang rắc phân. Mình sẽ đối chiếu 3-4 cây vải ở đây, cái khu mình gọi là giữa vườn, mà khu này là hay tràm nhất vườn nhà mình. Sang năm mình sẽ so sánh bên này xem như nào. Đây là 3 cây nhé, anh em làm 3 cây mà hay tràm nhất vườn nhà mình. Còn cháy thì vườn nhà mình không có cháy. Anh em thử nghiệm 3 cây các bạn ạ. Bây giờ đã buộc cái lô thử nghiệm rồi cho nên không cần là. Đây. Đây là cái 3 cây mà hay bị tràm nhất. Vâng, 3 cây hay bị tràm nhất. Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Limex Việt Nam. Sản phẩm là Silic Đông Sơn. À. Khảo nghiệm phân bón Silic Đông Sơn ngày 27 tháng 2 năm 2022 đây. 3 cây nhá, mình làm 3 cây. Anh em làm 3 cây. Hôm nay có hai anh đến để khảo nghiệm nhé. Anh, các bạn mà xem video có gì thắc mắc thì liên hệ với anh Phan Hồng Quang để phân. Số điện thoại của anh Quang là như sau. Anh Quang, anh đang rắc phân đấy. 0965. Vâng, đang đọc đây rồi. Đây, anh Quang là 0965 213 083. Đấy, số điện thoại. Vâng, 0965 213 085, số điện thoại của anh Quang. Anh Quang với em Tuấn nhờ. Em Tuấn. Đây có hai anh em đến đang khảo nghiệm ở nhà mình. Thì đây mình quay rõ cái hoàn cảnh nhá. Tất nhiên là anh Quang với em Tuấn đã gắn cái lô thử nghiệm rồi. Ở gần mấy cây vải gọi che nhà mình đây. Những cây vải này là hay tràm nhất vườn nhà mình. Để anh em thử nghiệm khảo nghiệm xem chất lượng như nào. Mình thấy gì mình nói đấy thôi. Sau chất lượng nào thì bà con anh em làm vải sẽ quan sát. Làm 3 cây. Cái lô vườn vải này gọi lô mình gọi là khu giữa vườn. Vải nhà mình hiện tại bây giờ đang nhú hoa. Anh em đã rắc phân Silic và đã tưới xong. Bây giờ anh em về nhà tiếp tục giao lưu ngồi uống nước. Cảm ơn các bạn xem video.